Thưa quý vị, thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của ngành kiểm lâm cùng sự phối hợp tích cực của các địa phương, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam ngày 21 tháng 5. Nổi bật nhất trong thời gian qua là việc thành lập các đội phản ứng nhanh tại các hạt kiểm lâm cơ sở. Cùng với các tổ đội tự quản do người dân và các đơn vị chức năng địa phương phối hợp triển khai là những lực lượng nòng cốt góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố. Riêng trong năm 2022, lực lượng này đã tổ chức 612 đợt kiểm tra, truy quét rừng, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm quanh bán đảo Sơn Trà, nơi tập trung nhiều người dân và du khách. Năm 2023 cũng tiếp tục duy trì cái lực lượng phản ứng nhanh trong phòng cháy chữa cháy rừng trong 6 tháng mùa khô hàng năm. Thì đây là một cái lực lượng giúp thường xuyên tuần tra và kịp thời phát hiện tình huống phát sinh cháy và tiếp cận đám cháy một cách nhanh nhất để có thể kịp thời chữa cháy trước khi các lực lượng các chi viện đến hiện trường. Về công tác bảo vệ rừng thì các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm cũng đã phối hợp và thường xuyên tổ chức những đợt tuần tra truy quét ngăn chặn những tác động trái phép vào rừng, ngăn chặn cái việc khai thác cũng như cái việc săn bẫy. Có thể nói rằng đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng thì việc khai thác rừng trái phép hầu như là 5 năm trở lại đây là không còn có hiện tượng đó nữa. Hiện nay, tổng diện tích rừng trên địa bàn thành phố là hơn 63.000 hecta, trong đó rừng tự nhiên hơn 43.000 hecta, rừng trồng gần 20.000 hecta, tỷ lệ che phủ rừng tương ứng là 45,5%. Đặc biệt, chất lượng rừng tại Đà Nẵng ngày một nâng cao, trong đó diện tích rừng tự nhiên được nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh ngày càng mở rộng, công tác quy hoạch 3 loại rừng được chú trọng, tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn ngày càng cao. Để mà khuyến khích người dân chuyển hóa trồng rừng gỗ lớn để mà kéo dài cái chu kỳ, thì riêng Hòa Vang là tập trung vận động nhân dân để mà trồng rừng cây gỗ lớn. Năm 2022 thì Hòa Vang là đã huy động được trên là gần 30 hộ và trồng trên 300 hecta rừng cây gỗ lớn. Thì chúng tôi là tiếp tục huy động tuyên truyền cho người dân tiếp tục đăng ký trong thời gian đấy. Tình hình phát triển rừng trong thời gian tới được dự báo sẽ còn nhiều phức tạp, nhất là những tác động khách quan từ môi trường, thời tiết và con người. Vì vậy, công tác quản lý và bảo vệ rừng đòi hỏi phải có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận. Tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về rừng và lâm nghiệp, thì cơ sở các cấp ủy Đảng ở cơ sở các quận huyện cũng như lực lượng kiểm lâm cũng đã tham mưu tốt chính quyền địa phương nâng cao cái trách nhiệm quản lý nhà nước đối với diện tích rừng và lâm nghiệp trên địa bàn. Tình hình tài nguyên rừng của thành phố Đà Nẵng tiếp tục được giữ vững và công tác phát triển rừng được người dân cũng tiếp tục đầu tư để phát triển. Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp năm 2023, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, phấn đấu giảm 10% diện tích rừng bị thiệt hại, số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp so với năm 2022, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm địa bàn, từng bước hình thành mạng lưới quản lý và bảo vệ rừng bền vững.